Dạ vâng, em chào anh chị. Bên mặt đèn trang trí màu sky đây. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn mình cách lắp đặt con đèn thả kim cương này. Đó, thì khi mọi người nhận hàng nhé, thì mọi người kiểm tra phụ kiện xem này. Nó gồm một phần khung kim cương, một phần trao nhựa, phần dây, và phần đế, thanh vít. Đó, mọi người kiểm tra kỹ tâm nhé. Rồi bây giờ mình bắt đầu lắp đặt đây ạ. Thì cái phần dây này mọi người xoáy cái phần thiết dây ra này. Mình xoáy cái phần thiết dây này ra, xoáy ra. Đấy, xoáy ra. Rồi, bây giờ mình lồng con trong nhựa này vào, mình lồng vào. Đấy, xong bắt đầu mình còn dây quan cái lỗ này nhé, mình dây ra. Đấy nhé, ở cái phần đuôi này nó có cái tên xoáy này, mọi người xoáy chặt vào ạ. Đó, sau khi mình xoáy chặt rồi nhé. Đấy, thì bắt đầu mình lồng cái khung kim cương này vào này, lồng vào. Đó. Đây có một con lục giác này, xoáy lục giác đây. Ốc lục giác mình xoáy vào dâm nhé. Đó, nhà mình có cờ nê gì đó mình vặn chặt vào xem nhé, mình vặn chặt vào. Đấy, còn con thiết dây này mình tháo này xem cái đầu này. Đấy, mình lấy trong cái đầu này. Đấy, mình lồng vào. Đây, đợi mình vặn chặt vào nhé. Đấy, vậy là hoàn thành rồi ạ. Đấy, còn phần đế của nó đấy, đế của nó. Đây thì mọi người lấy con thiết lúc nãy mình xoáy ra đây, mình xoáy ra. Đó, xong mình lồng vào. Đây là phần đế của nó đây. Cũng ok. Đây mình xoáy vào. Đó. Đấy, bên em thì còn kèm theo một cho mình anh chị mình là một bộ thanh ngang đây nhé, một vít ngang đây. Đó, vít hai cái lỗ này, mình vít ở trần nhà. Đấy, mình vít ở trần nhà như thế này. Đấy, mình vít ở... Đó, sau đó mình bắt cạnh vào. Mình bắt cạnh vào đây ạ. Đấy. Đó, mình treo lên trần nhà. Đó, rất là đơn giản đấy. Ok, cảm ơn chị đã theo dõi nhé.